Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Kể từ sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, khi nền dân chủ văn minh của miền Nam Việt Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, hơn 20 triệu người dân miền Nam vào thời đó phải trải qua nạn đói khổ, nghèo nàn, lạc hậu, và nhất là tự do quyền làm người không được chấp nhận bởi chế độ cộng sản đương thời. Thế là hàng triệu người miền Nam Việt Nam phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Có người may mắn đến được bến bờ tự do, và biết bao nhiêu đồng bào thuyền nhân bộ nhân miền Nam đã bỏ nước ra đi mà không bao giờ đến. Họ chết trên hoang đảo giữa biển sâu trong rừng vắng. Hàng trăm ngàn thuyền nhân bộ nhân bị lệnh cộng sản, bị hải tặc, bị thổ phỉ tấn công, bị cuồng phong đại dương nhận chìm. Không ai có thể thống kê đầy đủ về con số người vượt biên đã bị mất tích. Họ là những chứng nhân nghiệt ngã của đất nước trong một thời kỳ đen tối nhất. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện của viên sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Cộng đánh chiếm được hoàn toàn miền Nam Việt Nam. Viên sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị bắt đi tù cải tạo. Vợ của anh ở nhà lấy chồng khác. Khi anh được ra khỏi tù Việt Cộng thì anh nuôi hai đứa con của anh, và anh lấy vợ khác, đưa vợ mới và con qua Hoa Kỳ định cư theo diện hạt ô. Còn vợ cũ của anh thì vượt biển, không may thuyền ra biển Đông thì bị hải tặc Thái Lan tấn công mang rợ. Cô ấy đã chết. Về bảo mộng cho con và mẹ của cô là cô bị hải tặc hãm hiếp và chặt cô ra từng khúc. Câu chuyện có tiêu đề Một Chặng Đường Đời, tác giả Nguyễn Viết Trường. Mời quý thính giả lắng nghe. Tôi ra khỏi trại tù cải tạo Vĩnh Quang, Vĩnh Phủ ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Sau nhiều năm bị đọa đày cả về thể chất lẫn tinh thần, lòng như trai đã, sau những dằn vặt quan trại của cuộc sống, nhưng tinh thần thì thật vững vàng, sẵn sàng chờ đợi những gì sẽ xảy ra cho mình, lòng tự nhủ lòng. Ngày tôi vào trại cải tạo Việt Cộng, hành trang mang theo là hình ảnh vợ trẻ và hai con dại ngơ ngác trước bao diễn biến khôn lường của cuộc sống mới. Sau 3 năm ly biệt thì được tin vợ đã lập gia đình mới với một người đàn ông lớn tuổi, đã có mấy mặt con. Lúc đó lòng tôi như tê dại, có những đêm tôi trùm mền với ngọn đèn dầu từ bạo, len lẹn lại những lá thư của thân nhân gửi đến, mang ra đọc nghiên cứu, và tự nhận ra được mình đã thực sự mất người mình thương yêu từ đây. Trong cùng cực của nỗi nhớ, của đau đớn, tôi đã thấy rõ được bản thân. Cũng chính vì những ngang trải của cuộc đời mà tôi đã phát sinh một triết lý sống: phải lạc quan mà sống, phải thương mình hơn chục nửa. Gặp chuyện chưa thể giải quyết ngay thì hãy bỏ sang một bên, sẽ có lúc giải quyết được thôi. Luôn tâm niệm đừng nên quan trọng hóa vấn đề nào cả. Người ta làm được, mình sẽ làm được. Cũng chính nhờ cái triết lý đó mà tôi đã giữ vững được tinh thần và thể chất trong suốt thời gian còn lại trước khi ra khỏi trại cải tạo Việt Cộng. Ngày ra trại, tôi thấy dựng dưng một cách kỳ lạ. Khi về đến Sài Gòn trời đã tối, bằng xe ôm tôi đã chạy qua nhà cũ của mình, nhìn lên lầu đèn vẫn còn sáng, chẳng hiểu hai con có giờ đã ngủ chưa. Vợ tôi chắc còn thức, nàng có biết chăng ngoài đường tôi đang bàng hoàng đứng nhìn vào nhà mà không vào được. Một nỗi lạnh thấm buốt thịt da, quặn đau trái tim, làm tôi mờ đôi mắt. Nghĩ cho cùng, vào làm chi khi sẽ chứng kiến cảnh nát lòng.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi nói với người xe ôm, hãy cho tôi về nhà cha mẹ tôi. Như vậy là thượng sách, người mở cửa cho tôi vào là mẹ tôi. Bà cụ thật mừng khi thấy tôi bình an trở về nhà. Hình ảnh bà lúng túng mở cửa nói không nên lời cho tôi hiểu ra được mẹ tôi thương tôi lắm. Dù xa xôi cách trở, bà đã lặn lội thăm nuôi tôi. Những ngày tôi còn trong tù cải tạo tại miền Bắc, tôi nhẹ ôm lại người mà nước mắt lưng tròng, khóc cho phần mình sau quả long đong, để mẹ cứ phải quan tâm nhiều đến mình như vậy. Mọi người trong nhà hiểu được tâm trạng của tôi, nên ai cũng khuyên tôi nên nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe, ăn uống tẩm bổ cho lại người rồi muốn tỉnh gì thì tỉnh. Tôi cũng cảm thấy như vậy là đúng, nên cố nén thương đau mà tự lo sức khỏe cho mình trước đã. Nhớ lúc còn ở trong trại tù Việt Cộng, chúng tôi thường có những bữa cơm hàm thù trước giờ ngủ để giúp nhau quên đói. Nói là hàm thù vì chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cả bọn nằm yên lặng nghe một người kể. Đại khải, người kể sẽ đặt mình vào vị trí của người đi chợ mua thức ăn, làm đồ ăn và mời mọi người cùng ăn. Sau ít ngày đêm trằn trọc không nguôi, tôi nhờ cô em gái thu xếp cho tôi gặp lại hai đứa con của mình. Thoạt đầu hai con tôi cũng ngỡ ngàng lắm, không nhận ra tôi là ai. Nhưng sau khi biết sự thật, chúng mừng lắm, sung sướng hiện rõ trên nét mặt ngây thơ. Tuy lòng tan nát, nhưng tôi vẫn phải vui cười ngượng ngạo và hẹn ngày sum họp. Tôi gặp lại vợ, nay đã là vợ người khác. Thấy nàng đang bụng mang dạ chửa, sắp sanh đứa con thứ hai cho người chồng mới, nên chẳng biết nói gì hơn là thỏa thuận với nàng sẽ bắt hai đứa con của tôi đi. Khi tôi có cuộc sống ổn định, nàng cũng đồng ý như vậy, nên tôi cũng thấy an tâm và an ủi phần nào. Sau khi trao lại hai đứa con cho tôi một thời gian sau, nàng đã đi vượt biên bằng đường biển, nhưng đã không được may mắn. Nàng cùng hai đứa con sau đã thọ nàng trên biển Đông. Thật quan trại cuộc đời theo như nàng bảo mộng cho mẹ nàng và đứa con lợn của tôi, thì nàng đã bị bọn hải tặc Thái Lan làm nhục nên chọn cừ, và sau đó chúng đã chặt nàng ra nhiều khúc. Nghe con nói lại, tôi cũng bàng hoàng vô ngừng, cầu mong bên kia thế giới nàng sẽ được an lành hạnh phúc hơn. Di ảnh của nàng được người vợ sau của tôi tự động chọn ngày tốt và đặt lên bàn thờ để thờ ngày giỗ là ngày nàng ra đi vượt biển. Thành phố và quận bắt tôi phải đi vùng kinh tế mới, nhưng tôi cứ gan lì không đi. Mẹ tôi phải đục lợp cho công an Việt Cộng khu vực điều, nên tôi mới có thể tiếp tục cư trú bất hợp pháp tại nhà cha mẹ. Hầu hết những quân nhân chế độ cũ sống một cuộc sống khó khăn vất vả. Sau khi ở trại tù ra, người nào yếu bệnh vía thì đành phải đi vùng kinh tế mới, nhưng một thời gian sau cũng phải trở về thành phố kiếm sống qua ngày. Tia sáng hy vọng cho cuộc sống tương lai của hầu hết mọi người chúng tôi chỉ là đào thoát ra nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau. Riêng tôi, sau một thời gian nghiên cứu tình hình xã hội, tôi thấy sự hiện hữu của một người đàn bà trong cuộc sống hiện tại của tôi là bức thiết. Do đó tôi đã mạnh dạn quen biết một số phụ nữ trong đó, mong có một lá chắn cho cuộc sống của mình. Trước khi tính những chuyện xa hơn, tôi hình dung người đàn bà tôi sẽ cùng chúng sống phải là người biết làm ăn thạo vát, đã có kinh nghiệm về cuộc sống đã vàng, biết được khổ đau trong cuộc sống tình cảm và vật chất. Vì có như vậy, khi gặp nghịch cảnh mới khó bị chao đảo và không bỏ tôi vì những lý do thường tình của cuộc sống đọa đày này.
trời Phật chẳng phụ lòng người, tôi gặp được người phụ nữ đó. Chúng tôi gặp nhau, hợp tình hợp nết và quyết định sống chung với nhau. Sau vài tháng quen biết, nàng đã ly thân với chồng hơn 3 năm rồi. Hai người đã có hai con với nhau. Chúng hiền với con ở với bà nội, còn nàng sống chung với gia đình một người bạn gái gần nhà cha mẹ tôi. Hàng tháng vẫn cấp dưỡng cho hai con và thường xuyên săn sóc cho chúng. Được biết nàng đã từng phụ mẹ chồng buôn bán giày dép trên đường Lê Thánh Tôn thời gian còn làm dâu, nên tôi hằng ngày ra các khu giày dép để tham khảo và làm quen với bạn hàng ở đó. Hầu khi bước tay vào làm ăn sẽ không bị bỡ ngỡ. Tôi thấy khu buôn bán giày dép bình dân ở đường Lê Thánh Tôn, đa số khách hàng là những con buôn đường xa, hoặc những người lao động ít tiền, hoặc giới trung lưu. Khu buôn bán giày dép sản xuất từ nước ngoài, loại hàng cao cấp, thì ở đường Tà Thu Thâu, dân có tiền như cán bộ Việt Cộng, hoặc những người có thân nhân ở nước ngoài gửi tiền về, thường mua hàng ở khu này. Sau khi nắm chắc mọi yếu tố, tôi quyết định sẽ bán và sản xuất loại giày dép đắt tiền dưới dạng giày dép ngoại quốc và là loại cho phụ nữ, vì chị nữ giới mới thích thời trang mua sắm thường xuyên là thủ thời thượng mà. Thoạt nhiên tôi mua một đôi giày phụ nữ sản xuất tại Italia, từ tay thảo ra sắp xếp thành từng bộ phận, nghiên cứu từng công đoạn hình thành và sự khác biệt về mẫu mã, chất lượng, cách cấu trúc và vật liệu giữa đôi giày ngoại và nội. Sau đó tôi gặp một người thợ sản xuất giày dép nội và đề nghị hợp tác làm ăn. Người thợ này là một thanh niên có học thức, đang học đại học thì phải bỏ học về làm ăn vì hoàn cảnh gia đình. Thấy tôi phát họa chương trình làm ăn khúc tiết và có lý nên đã đồng ý liền. Thế là chúng tôi bắt đầu thực hiện hàng làm ra bạn dưới dạng hàng cao cấp. Bạn có bộ đàm nên dù bạn cao cấp mấy, người mua cũng hài lòng. Những mua sỉ mua hàng của tôi xong, họ chở ra biên giới và bạn là cho các con buôn dưới dạng hàng ngoại, dĩ nhiên nhãn hiệu được thay đổi cho phù hợp. Có nhiều lúc tản bộ trên đường Tà Thu Thâu, thấy hàng của mình bày bán với giá trên trời dưới đất, tức cũng phải phì cười. Vợ chồng tôi có một gian hàng ở đường Lê Thánh Tôn, nhưng sau đó chúng tôi di chuyển vào trong chợ Bến Thành và có hai gian hàng bán giày dép nằm ngay khu trung tâm của chợ nên rất đắt khách. Hàng sỉ làm ra không kịp để tiêu thụ, ai chậm tay là không có hàng. Vợ tôi có danh buôn bán nên chúng tôi phất lên rất mau. Mặt hàng bán lẻ cũng được khách hàng chịu cổ rất nhiều. Đa số nghệ sĩ đương thời cũng mua giày dép ở gian hàng của vợ chồng tôi, như Bạch Tuyết, Phường Liên, Ngọc Huyền bên cổ nhạc, Ngọc Bích, Cẩm Vân bên tân nhạc, Mai Phương bên kịch nghệ, điện ảnh, vân vân. Trong thời gian này, bất cứ khi nào gặp anh em bạn tù cải tạo cũ hay những chiến hữu không quân hoặc những người kém may mắn, vợ chồng chúng tôi đều sẵn sàng giúp đỡ tận tình, thậm chí còn đưa vốn cho làm ăn. Một số người tôi thường gặp lại khi sang bên Mỹ này. Tôi còn nhớ dạo ấy có một tối đang ngồi xem tivi cùng gia đình, con mèo tôi nuôi đã đẻ ngay dưới chân tôi. Lần đầu thấy mèo đẻ trước mặt tôi cũng ngạc nhiên lắm. Cả ba con mèo con mới sanh ra tôi đều cắt lấy nhau, ngâm rượu rồi đem phơi khô, một cái cho em ruột tôi, một cái đưa cho vợ, còn một cái tôi cất giữ bên mình. Người xưa thường nói có được dấu mèo là hên lắm, mà có ba cái chẳng bao giờ sợ nghèo, chẳng biết điều này có đúng không. Nhưng phải nói từ đó về sau tiền vô như nước, mọi chuyện đều hành thông. Hai cái dấu mèo tôi cho em tôi và vợ tôi chẳng hiểu sao về sau
họ làm mất lúc nào không biết. Chỉ còn tôi là còn giữ được cái dấu cuối cùng đến bây giờ. Ngày gia đình tôi đi vào Mỹ theo diện hạt ô, nhà cửa xe gỗ và vật dụng trong nhà vợ chồng tôi đều tặng không cho một số người thân, sau khi đã chuyển một số tiền qua Mỹ cho anh tôi dự hộ. Gia đình sang Mỹ với một vợ, một chồng và bốn đứa con gái, gồm hai con riêng của tôi, một con riêng của vợ tôi, một đứa cháu trai nữa của vợ tôi còn ở lại với bố của cháu. Nhưng về sau khi bố cháu bằng lòng ký giấy phép cho cháu xuất cảnh thì tôi cũng đã bảo lãnh cho cháu sang. Và cuối cùng là một con của tôi và vợ tôi. Nói một cách khác, gia đình tôi gồm con em, con anh, con chúng ta. Tuy khá phức tạp như vậy, nhưng nhờ hồng phúc phước trời Phật cho nên gia đình thuận hòa trên dưới. Cả con tôi thương yêu nhau chân thành và trong nhà không bao giờ có tiếng bất tiện gì. Thật muôn vàng đội ơn trời Phật đã từng sống ở Mỹ những năm trước đây, lại học hỏi được kinh nghiệm sống của bạn bè, người thân, nên tôi ý thức được mình phải làm gì cho phù hợp với nếp sống mới. Thời gian mới đầu, cả con chúng tôi vì còn trẻ nên chúng dễ thích hợp ngay với cuộc sống hiện tại. Vợ tôi ngoại ngữ chưa rành, lại phải bỏ mình trong bốn bức tường cả ngày nên tủi thân khóc hoài. Nàng cứ đòi về lại Việt Nam vì ở bên này xa lạ quá. Nhưng thời gian sau có công việc làm rồi thì mỗi khi tôi nhắc lại chuyện này, nàng đều lảng tránh, làm như không có chuyện đó xảy ra. Tôi khẳng định với cả con mình sống ở Hoa Kỳ không sợ đói. Ai siêng năng cần mực sẽ thành công. Có hai con đường sẽ đem lại tương lai sáng sủa là học và làm thương mại. Để làm gương cho gia đình, tôi đã xung phong đi làm và đi học. Từ nhà tôi đến chỗ làm việc đi bộ nhanh hơn đi xe, lại làm trong tiệm thuộc tay của anh lớn tôi, nên tôi rất thoải mái. Thời gian sau đã có được cái bằng Pharmacy Technician. Vừa đi làm tôi lại vừa học thêm nghề thiết trị nội thất. Nhưng sau có vợ chồng một người bạn rủ về để điều hành một trường tư do vợ chồng anh thành lập, dạy sau giờ học cho các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Tôi đồng ý liền vì trường này lại gần hơn tiệm thuộc tay của ông anh, vốn có đầu óc tổ chức, nên tôi rất hài lòng về công việc điều hành ở trường này. Chúng tôi chủ trương đem văn hóa Việt Nam vào trường học, nên ngoài vấn đề trị dục, chúng tôi còn chú tâm về cả đức dục nữa. Tuy học sinh gồm người Mẹ, người Hoa, người Việt, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn là các em đã đi vào khuôn phép. Phụ huynh có con em học ở trường này cũng hài lòng khi thấy con em mình lễ độ, biết chào hỏi người lớn tuổi hơn mình, và nhất là tiến bộ về học vẫn trông thấy. Ngoài ra chúng tôi còn mở lớp dạy Việt ngữ, lớp dạy nhạc, lớp dạy võ thiếu lâm từ, lớp dạy vũ dân tộc được mọi người tham gia nhiệt tình. Trường thành lập được một đoàn vũ dân tộc gồm 40 em học sinh của trường. Đoàn vũ này đã được trình diễn trong những đại nhạc hội gây quỹ giúp những người cùi ở Việt Nam, hay trong dịp kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và tổ chức xã hội khác trong cộng đồng. Trong năm 2003, tôi đã hợp cùng anh em trong trường với tư cách là trưởng ban tổ chức. Chúng tôi đã mạnh dạn làm người tiên phong đứng ra tổ chức hội chợ Tết Los Angeles. Hội chợ thành công mỹ mãn, lôi cuốn mấy chục ngàn người xa gần đến tham dự. Khi trường đã phát triển vững mạnh, do vấn đề sức khỏe tôi phải ngưng hợp tác với những người bạn có lòng này. Lúc đó cả con tôi, 5 đứa thì 3 đứa đã có chồng con, cuộc sống gia đình chúng tôi ổn định và hạnh phúc. Tôi đã trở thành ông ngoại của 7 đứa cháu khẩu khỉnh dễ thương. Vợ và cả con tôi không muốn tôi bươn trải nữa, mà hãy dưỡng già cho khỏe.
nên tôi quyết định nghỉ hưu những ngày rỗi rảnh. Tôi thường lại nhà các con các cháu vui vầy sum họp, cũng hay tham gia vào những sinh hoạt của binh chủng không quân cũ của mình, hoặc thỉnh thoảng cùng với người bạn già rủ nhau đi ăn sáng, uống cà phê, nói chuyện đời. Tôi cũng thường viết văn, làm thơ, góp mặt trên bài tờ nhật báo, tuần báo của cộng đồng, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút cho những đặc sang phi đoàn 116. Phi đoàn tôi đã từng làm việc cho đến ngày đất nước rơi vào tay Việt Cộng, cũng cùng nhạc sĩ Lê Vũ, cựu giảng viên quốc gia âm nhạc Sài Gòn, những sáng tác những bản nhạc ca ngợi tình yêu. 2 năm gần đây, do yêu cầu của bạn bè, tôi đã mở lớp dạy kèm cho con cái họ, chỉ từ lớp 1 đến lớp 8 mà thôi, tại tư gia vào buổi chiều 6 giờ các cháu học ở trường học về, thấy công việc nhàn nhã, chỉ 3 tiếng mỗi ngày nên vợ và cả con tôi cũng chẳng phản đối. Sau cơn mưa trời lại sáng, qua biết bao nhiêu bão táp cuộc đời, cũng đến lúc trời Phật cho tôi sống đời êm ả nhàn nhã trước khi xuôi tay nhắm mắt. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện của viên sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Việt Cộng đánh chiếm được hoàn toàn miền Nam Việt Nam. Viên sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị bắt đi tù cải tạo. Vợ của anh ở nhà lại chồng khác. Khi anh được ra khỏi tù Việt Cộng thì anh nuôi 2 con của anh, và anh lại vợ khác, đưa vợ mới và con qua Hoa Kỳ theo diện hạt ô. Còn người vợ cũ của anh thì đi vượt biên không may, ra biển Đông thì bị hải tặc Thái Lan tấn công mang rợ, cô ấy đã chết. Về bảo mộng cho con và mẹ của cô là cô đã bị hải tặc hãm hiếp chặt cô ra từng khúc. Đến đây, Đức Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.